Vắng quá. Ủa thường đầu tuần là có khách không chị? Cũng có nhưng mà khoảng giờ này là có khách, là bữa nay chưa khách, đi ít vắng. Dạ. Tại giờ bữa đi chơi với dặn ở đây mà con không dám tầm bậy, đây chỉ có một vườn rau. Mới đi đây lần đầu luôn. Có đi bên chùa Thái Sơn rồi mà bên đây chưa đi. Có lên đỉnh đó, cái đỉnh cũng đẹp lắm. Ừ, bên đỉnh cũng có đi rồi. Đi cái này lúc mà nước lớn á nó mới đẹp, còn bây giờ nước cũng còn ít, không còn nhiều như hồi lúc trước. À vậy hả? Cái mưa mà không nước nhiều hả? Mưa cũng còn nước nhưng mà nó không có đẹp bằng cảnh. Bữa hồi có hỏi thì nó đẹp hơn, có hỏi nước nhiều. Vậy là có người ở dưới hả chị? Hồi nãy tôi thấy có mấy người đi xuống, không biết đi lên chưa, không biết. À vậy hả? Chờ có ai không đi cho nó Yên tâm đi, đi không có sao hết. không sao hả? Ở đây người ta sống an ninh lắm, không có tầm bậy đâu. Không có mình chị bán ở đây hả? Thứ bảy chủ nhật chắc đông hả chị? Thôi em thả dài dài xuống dưới coi cảnh đẹp không quay. Xíu trúc nha mọi người. Nay mình quay xíu trúc cho mọi người xem. Đi xuống này chữ hậu đây trồng trúc nhiều người kêu chú trúc. Bạn này ăn gì đây? Chú ăn gì, đồ ăn gì vui chú. Rồi, cảm ơn. Rồi, giờ mình đi dài dài qua bên kia.
giờ mình đi lên dài lên trên này. Đây có mấy người anh khách ơi, anh chơi chị quay lại đây ăn cùng bọn em nè. Rồi cảm ơn em. Lâu lâu đi dã ngoại giữa. Ở mình ở đâu? Đoàn mình đâu? Dạ ở Cầm Lâm hết à. Cầm Lâm. Cà Tóc, Dĩ An, Lâm Quang. Dạ. Hoành tráng lệ. Nay họ ở trường hậu muốn qua đâu bỏ qua học hậu này. Nghe chưa? Còn nấu nướng nè. Nấu ăn nha. Quay cho anh người ta đó. Những người quay đây đây đây. Anh yêu của Hà đang nấu ăn. Đây cô của Huyền. Cậu không hiểu đâu, không sao. Còn đây là bia nước ngọt, ta tán lạng hết nước suối, nước lạnh. Tao đang phải nhóm cái phép để đuổi ông cái này. Còn Huyền thì nhóm biết để lấy khói đuổi ông. Này quay đăng YouTube nha, có sao không? Dạ, không sao. Vui vẻ. Dạ. Hơi xấu tí xíu rồi. Ủa, anh đi cùng mình hả? À, anh đi cùng mình. Trời ơi, anh có vô thứ bảy chủ nhật đông lắm. Vậy hả? Dạ, thứ bảy chủ nhật học sinh nghỉ ha, rồi người ta nghỉ không đi làm á, vô đây hát hò vui lắm. À vậy hả? Dạ. À. Bữa em đi chủ nhật trời ơi, quá từ người xe du lịch. À. 52 chỗ mà dài đường luôn. Nay đầu tuần hơi vắng ha. Đi chúng thì lỡ là vô đây đông nghẹt. À. Em có hay đi không? Dạ. Hay đi trong ngày không? Dạ cũng hay đi. Dạ. Mấy ngày này ít đi. Thì em cũng gần đây à. Có mấy ngày. Nhưng mùa này nước vậy là ít hay nhiều chị? Dạ, làm ít á, cái đường nước là nó chảy xuống như cái thác luôn á. À vậy hả? Dạ. Đây, đây mày đẹp nhất, mày đứng lại đây đi để anh đăng YouTube với anh. Tới Tây á, hay là thứ bảy chủ nhật á, nhiều người đông vui lắm. Rồi, để làm canh canh làm chiến nữa cho nó. Mấy lần trước tụi em đem lon kéo kéo theo hát, giòn dở quá. Vậy hả? Mà nhiều người em theo lắm. Dạ. Đây mình đem theo luôn. Khỏi ông không có tự à, bà quạt mấy cái bụi ra không bay vừa ăn cha. Rồi vậy là nãy là đoàn mình là đi lên đi trên kia chưa vô. À đi ngược cái là đi xe máy là người ta không có chỗ đi. Tự nhiên ở ngoài đây, ngoài đây có cái đường đi vô mà. À vậy hả? Nói chung nó có cái đường mòn nhỏ nhỏ đường vô. Rồi mình lên trên này còn xa không em? Mình lên trên này còn xa không? Dạ nói chung đây nè anh, lòn đi ra ngay đây, còn mình đi lên trên kia nó có ở trên cũng đẹp lắm, có cái thác nó lại đổ nước xuống nữa. Dạ hả? Đó đó. Dạ. Rồi. Đi theo men theo cái đường suối á, nói chung như nó còn rộng lắm. Nhìn đi tiếp lên này. Có cá không? Có mấy cá lồng tông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ủa đâu trời là trời. Thôi thầy mới lớn chậm mới nhìn lên nè. À, đi đi. Đó, đâu có động thấy chậm. Đó là ở trên đó đi đâu nè em? Dạ đi lên chỉnh cái đầu nguồn. Dạ. Khác mà. Giờ mình lên trên này cho có gì.